Xin chào tất cả các bạn, tới mình là Yolo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đội bóng AC Milan trên FIFA 14. Như các bạn đã biết video trước thì chúng ta vừa có được 2 chiến thắng trước Juventus và sau đó là Tottenham Hotspur. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ hành quân đến vùng Ruhr để có 2 trận đấu với Borussia Dortmund và Schalke 04. Và ngay từ những phút đầu tiên thì trận đấu đã được hâm nóng bởi một quả penalty do Edin Dzeko đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cơ hội để AC Milan ghi bàn thắng mở tỷ số và người thực hiện không ai khác vẫn chính là Mario Balotelli. Và hoàn toàn không có một cơ hội nào cho Weidenfeller. AC Milan vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ tư. Hình như là từ đầu game tới giờ thì Mario Balotelli chỉ có bỏ lỡ một quả penalty ở trận gặp Bayern Munich thôi, chứ còn lại thì anh luôn luôn hoàn thành tốt những cái quả đá phạt đền của mình. Mình không nhớ là hình như còn một quả nữa, mình không có nhớ trận nào, nhưng mà ngoài hai quả đó ra thì anh luôn luôn hoàn thành 100% những cơ hội trên chấm 11m. Không, thật ra như vậy thì không thể nói là 100% được, nhưng mà sao cũng được. Nhưng vừa rồi thì Edin Dzeko đã bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Muslera khi mà anh này đã sút bóng chạm cột dọc. Và vừa rồi là một cơ hội khác nữa, nhưng lần này thì tiền đạo người Bosnia vẫn không thể tận dụng được. Quá đáng tiếc cho Borussia Dortmund. Nhưng sau đó thì người gặp khó là AC Milan khi mà ở phút thứ 43, Kurt Zouma đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau lỗi truy cản trái phép. Người bị phạm lỗi lần này cũng chính là Edin Dzeko, nhân vật chính trong ngày hôm nay của chúng ta. Chỉ chậm nhẹ một tí thôi nhưng không ngờ trọng tài lại cắt còi. Nhưng dù sao thì hiệp 1 cũng đã kết thúc mà không có quá nhiều tình huống đáng chú ý. Bàn thắng duy nhất thuộc về AC Milan từ pha lập công trên chấm 11m của Mario Balotelli. Borussia Dortmund, hay nói đúng hơn là Edin Dzeko, cũng đã có những cơ hội rất rõ ràng, nhưng đáng tiếc là may mắn lại không đứng về phía họ. Sang hiệp thi đấu thứ hai, ở phút thứ 66, AC Milan được hưởng một quả phạt góc và Benedikt Hovedes đã tận dụng tốt cơ hội này để đưa bóng vào lưới của Weidenfeller, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Rossoneri. Từ đường chuyền vào tuyệt vời của Ricardo Kaka, Benedikt Hovedes đã có pha tranh chấp trên không tuyệt vời để ghi bàn thắng vào lưới của đội bóng kình địch cũ. Nhưng ngay sau đó lại là Nuri Sahin chuyển lên cho Blachikovsky. De Sciglio ngã rồi, vượt qua cả Hovedes, sút vào rồi. Pha ghi bàn là của Jakub Blachikovsky. Hàng phòng ngự thi đấu lơi lỏng cộng với việc Kozuma bị đuổi khỏi sân ở hiệp 1 đã khiến cho Blachikovsky có quá nhiều khoảng trống và Rossoneri đã phải trả giá vì điều đó. Tình huống thi đấu có phần lúng túng của De Sciglio và sau đó là pha truy cản không thành công của Hovedes. Phút thứ 73, Gundogan chạm bóng lỗi. Đây là Keisuke Honda. Mà trái dứt điểm, không vào. Sút tiếp, không vào. Vẫn còn, ra ngoài rồi. Ba cú sút liên tiếp của Alessandro Matri. Không từ nào có thể diễn tả được sự đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Sau đó không lâu, đây là Mkhitaryan. Blachikovsky. Mkhitaryan. Kevin Grosskreutz vào rồi. Bàn thắng gỡ hòa cho Borussia Dortmund đến ở phút 79 từ pha lập công của Kevin Grosskreutz. Đường câu vả chính xác của Mkhitaryan. Đã không có cầu thủ AC Milan nào theo kèm Kevin Grosskreutz trong tình huống này. Phút 89, đây là Keisuke Honda. Cầu vào Mario Balotelli. Không được rồi, không thể vượt qua được Weidenfeller. Nhưng tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Như vậy là sẽ có một quả phạt đền cho AC Milan. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Massimo. Cơ hội cho Mario Balotelli hoàn thành cú đúp của mình. Và hoàn toàn không có một sai lầm nào. Tỷ số là 3-2 cho AC Milan. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Quả thật là trọng tài đã ưu ái AC Milan khá nhiều trong những trận đấu gần đây. Và như vậy là trận đấu cũng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội khách AC Milan. 3 điểm rất nhọc nhằn của thầy trò ông Đạt Yolo trên sân Signal Iduna Park. Borussia Dortmund đã tạo được rất nhiều khó khăn và những tưởng như trận đấu đã phải kết thúc với tỷ số hòa. Nhưng một tiếng còi đầy tranh cãi của trọng tài ở phút thứ 90 đã giúp cho Rossoneri rời sân với một chiến thắng trong tay. Nhưng dù sao thì tiếp theo chúng ta sẽ phải chuẩn bị lực lượng để hành quân đến sân Veltins Arena để có trận đấu với người hàng xóm của Borussia Dortmund là FC Schalke. Hai đội bóng này cũng có khá nhiều chuyện liên quan đến nhau. Khi mà ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi thì Kevin Prince Boateng đã rời AC Milan một cách rất là đột ngột để đầu quân cho hàng da xanh. Trước đó thì một cầu thủ của AC Milan cũng đã rời sân San Siro để qua thi đấu cho đội bóng nước Đức là Christian Huntela. Còn trong cái FIFA 14 này thì mình cũng đã bán cho ông James Killer tiền vệ kiến tạo của mình là Ricardo Montolivo. Còn theo chiều ngược lại thì Benedikt Hovedes cũng đã chuyển sang thi đấu cho đội bóng nước Ý. Nhưng quay trở lại với trận đấu này thì vừa rồi ở phút thứ 14, Sinedu Obasi đã có bàn thắng mở tỷ số cho FC Schalke. Xuất phát từ một pha chuyền về đầy bất cẩn của Maxes, cầu thủ người Nigeria đã có pha băng xuống để đưa bóng vào lưới của Fernando Muslera. Tiếp theo ở phút thứ 15, đây là Kevin Prince Boateng. Đối mặt, sút, không vào. Cột dọc đã cứu thua cho AC Milan trong tình huống vừa rồi. Vẫn còn, cầu vào. Không được rồi.
Nhưng tiếng gọi của chúng ta đã cất lên, như vậy là sẽ có một quả phạt đền cho FC Schalke. Chúng ta hãy cùng chờ xem pha quá chậm. Như vậy là Kevin Constant đã phạm lỗi với Obasi. Đứng trước bóng đang là Klaas-Jan Huntela, một cầu thủ đã từng thi đấu cho AC Milan cách đây không lâu. Và quả penalty hoàn hảo của cầu thủ người Hà Lan cũng đã nâng cách biệt lên thành 2 bàn cho FC Schalke. Quá nhiều khó khăn cho AC Milan ngay ở phút thứ 18. Phút thứ 25, pha đánh đầu lỗi của Christian Zapata. Đây là Christian Clemens. Zaccaro đã bị qua mặt. Christian Clemens không vào, vẫn còn. Như vậy là bóng đã đi vào lưới của Fernando Muslera. 3-0 cho FC Schalke. Và người ghi bàn không ai khác vẫn chính là thợ săn Klaas-Jan Huntela. Một pha phạm lỗi dây chuyền của hàng hậu vệ AC Milan. Zapata đánh đầu lỗi, Zaccaro không theo kịp Clemens. Và cuối cùng là Kevin Constant đã không thể phá bóng lên kịp thời. Cả 4 cầu thủ phòng ngự của Rossoneri đã mắc rất nhiều sai lầm trong ngày hôm nay. Phút thứ 35, đây là Nacho Tuyong. Ở phía trong đây là Bisa. Bisa xuống đi, không vào. Nien xử lý bóng quá chậm rồi. Vừa rồi là một pha lên bóng hiếm hoi của các cầu thủ AC Milan, nhưng đáng tiếc là Bisa và sau đó là Mbai Nien đã không tận dụng được. Và 45 phút thi đấu đầu tiên cũng đã kết thúc với tỷ số 3-0 cho FC Schalke. Một ngày thi đấu tồi tệ ở mặt trận phòng ngự cho AC Milan. Trong một lần hiếm hoi được ra sân ngay từ đầu thì các cầu thủ dự bị của AC Milan đã không thể để lại bất kỳ một ấn tượng tốt đẹp nào. Từ Kevin Constant, Zaccaro cho đến Christian Zapata hay Philippe Maxès, tất cả đều mắc những sai lầm nghiêm trọng. Phút thứ 49, đây là Obasi. Rất lạc lẽo. Klaas-Jan Huntela. Vẫn là Huntela. Christian Clemens vượt qua rồi, shoot vào rồi. Tỷ số bây giờ là 4-0 cho FC Schalke. Như một buổi đá tập, các cầu thủ Hoàng Gia Xanh đang hoàn toàn kiểm soát thế trận. Không có gì để nói trong tình huống này. Hàng hậu vệ của AC Milan đã hoàn toàn bị đánh bại. Phút thứ 54, Kaká. Đây là Nien. Mario Balotelli. Hay quá rồi, sút đi. Không vào. Vẫn còn. Balotelli. Bóng đã đi vọt xa. Phút thứ 56, FC Schalke được hưởng một quả đá phạt. Christian Clemens. Tuyệt vời. Tuyệt vời Christian Clemens. 5-0 cho FC Schalke. Đây là lần đầu tiên trong FIFA 14 mà mình phải nhận một bàn thua từ một tình huống đá phạt. Cú sút quá tuyệt vời của Christian Clemens. Phút thứ 59, phản công cho AC Milan. Đây là Ricardo Kaká. Vẫn là thiên thần. Bên trong là Mbappé Nien. Cầu bóng đánh đầu vào rồi. Như vậy là cách biệt đã được rút ngắn xuống còn 4 bàn cho AC Milan. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 61 từ một pha phản công mẫu mực. Và đây cũng sẽ là bàn thắng bắt đầu cho cuộc lội ngược dòng vĩ đại của Rossoneri. Ở phút thứ 67, Andrea Poli chuyền vào cho Mario Balotelli đánh đầu. Bóng đi vọt xa nhưng điều đó không quan trọng bởi vì trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Bàn thắng thứ hai đang trong tầm tay của AC Milan. Mario Balotelli. Wow. 2 năm cho Rossoneri. Không hề có bất kỳ cơ hội nào cho Hildebrand trong tình huống này. Phút thứ 85, đây là Boateng. Christian Clemens dứt điểm. Bóng đi chạm cột dọc. Vẫn còn. Kevin Prince Boateng. Được rồi, làm sao có thể lội ngược dòng được. Bị dẫn trước 5 bàn ở phút 60. Có trời mới cứu nổi. Vừa rồi là một cú vô lê tuyệt đẹp của Kevin Prince Boateng để đưa bóng vào lưới của Fernando Muslera và nâng tỷ số lên thành 6-2 cho FC Schalke. Những phút thi đấu cuối cùng, đây là Sulim Muntari. Vẫn là cầu thủ người Ghana. Cầu vào, Balotelli. Vào. 3-6 cho AC Milan. Bàn thắng vừa rồi thể hiện nỗ lực tuyệt vời của Sulim Muntari, hay nói đúng hơn là của các cầu thủ AC Milan khi mà đội bóng của mình đã bị dẫn trước tới 5 bàn. Mọi người đều thi đấu rất kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng. Và trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số 6-3 cho FC Schalke. Đoàn quân của ông Đại Yolo mắc quá nhiều sai lầm ở hiệp 1 và dù rất cố gắng trong hiệp 2 nhưng họ vẫn không thể thay đổi tình thế. Trận thua thứ 3 của AC Milan trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh ở mùa giải này.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn qua bảng xếp hạng. Với thất bại ở Vantage Arena thì AC Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2, nhưng bây giờ thì khoảng cách giữa họ và Real Madrid đã trở lại 3 điểm. Rossoneri sẽ phải cố gắng nhiều trong thời gian tới nếu muốn thay đổi tình hình này. Nhưng mà dù sao thì mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình đã để vô lâu. Xin chào.